Chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì bữa nay là thứ bảy cuối tuần, mình tranh thủ mình lên một đợt cá mới cho các bạn ha. Thì bữa mình lên đợt cá ngày 21 tháng 11 thì các bạn đã ủng hộ mình hết ha. Còn nhiều bạn hỏi nên mình nay mình tranh thủ, giờ này cũng gần 7 giờ tối nên mình tranh thủ mình quay cho các bạn để lên kịp để mời đóng cá cho các bạn ha. Thì không để bạn chờ lâu, thì cái combo này thì mỗi combo là cũng 100k, phí ship 30k ha. Rồi các bạn mua từ combo thứ hai trở đi là mỗi combo các bạn phụ thêm 10k tiền ship. Ví dụ như mà một hai combo thì 240k cả ship ha. Này mình không có miễn phí ship nha bạn, các bạn khỏi cần trả giá hay gì mất công ha, cứ giá y rang gì thì đồng ý thì mua, hoặc là thống nhất combo nào các bạn lựa giùm mình ha. Rồi giờ các bạn tự lựa luôn chứ mình cũng không lựa ha, giùm ha. Tại vì mỗi người có một cái thẩm mỹ xíu thẩm mỹ khác nhau. Mình thấy cái này đẹp nhưng các bạn thấy không đẹp. Cho nên các bạn nếu mà bạn muốn chọn cái nào cũng được thì các bạn tự chọn ha, ngẫu nhiên ha. Rồi, không để bạn chờ lâu thì đây là combo thứ nhất. Là mỗi combo là đều giống nhau bạn, 7 bé trống và thêm 5 bé mái nữa, là tổng cộng 12 bé, chỉ có 100k thôi các bạn. Đây là cái combo số 1 ha. Đầu tiên là cái bé Dumbo Lavender ha. Giờ này 7 giờ muốn đi ngủ hay gì con. Đó, Dumbo Lavender rất đẹp ha. Con này thì cái size là khoảng cỡ 5 cm nha các bạn. Đó. Còn đây là con thứ hai là cái con Dumbo White ha, dòng Half Moon nhưng mà nó chưa bung form hết nha các bạn. Đó, con này thì khoảng cỡ 4 cm nha các bạn. Con này cũng cỡ 4 cm nè, Super Red Half Moon nè. Rồi, con này là cái con Dạ Quang, cái đuôi đỏ ha. Rồi, con này là cái con Dumbo Lavender, con này cũng cỡ 4 cm 5 cm các bạn. Đó, rồi con này là cái con Samurai đỏ ha, con này chắc khoảng cỡ 4 cm 3. 4 cm 3. Rồi con này là cái con Koi Nemo các bạn. Koi nó rất là đẹp các bạn. Mình tặng thêm mái cho các bạn là bắt buộc là đội phải có cái Dumbo cái này là phải có mái để các bạn về tập ép chơi ha. Đó, tổng cộng 12 bé mà 7 bé trống rồi. 5 bé mái mà chỉ có 100k, 30k chip, không đâu rẻ bằng ở đây các bạn. Rồi các bạn nhanh chân để lựa những combo vừa ý của mình ha. Rồi combo số 2 thì đầu tiên là cũng là một bé Dumbo Lavender, cái size nó cũng y gan như cái combo số 1 các bạn, mình khỏi giới thiệu ha. Đó, cái combo số 2 là gì nè, Super Red, cái đuôi nó hơi trắng nha. Đó, con thứ ba là cái con Dạ Quang, cái đuôi dài. Con thứ tư là con Samurai, con này dòng đuôi ngắn các bạn. Đó, Samurai đen, Black Samurai. Đây, con này coi nè, nó gì, Galaxy rất đẹp, đỏ đẹp các bạn. Đó, con này con Dumbo Lavender luôn nha các bạn. Đó, các bạn giờ đây là con Dumbo Dạ Quang ha. Đó là combo số 2 ha chị. 5 bé máy bây giờ 7 bé trống này chỉ có 100k, quá rẻ, không đâu rẻ bằng Chí Trần TV ha. Rồi combo số 3 đây là Dumbo Lavender, quá đẹp bạn ơi. Con thứ hai là con Super Red Lavender, là màu nó hơi tím hơi chứ không phải là đỏ, bạn nhìn thấy gì chứ không phải đỏ nha. Con này Super Red là đỏ nè bạn. Đó, Lavender này nữa, thấy không? Rồi con này là con Samurai mà cái viền nó trắng không biết Samurai gì nữa, ép ra nó ra gì các bạn. Rồi con này là con Dumbo Lavender nè, quá đẹp bạn ơi. Size là 5 cm rồi nè. Đó, con này con Dumbo White nè, thấy không? Rồi con này con Dạ Quang nè. Đó, con coi Nemo nè, quá đẹp bạn ơi. Nemo Dạ Quang luôn nha các bạn. Đó, tặng này nè, combo số 3 quá đẹp bạn ơi. Chỉ có 100k mà 7 bé trống này, 5 bé mái. Bình thường các bạn mua này một cặp này về là 100k đảm bảo bạn. Nhưng mình bây giờ mình lên mình phải kiếm chỗ nào rẻ mua một cặp Nemo Dạ Quang nha. Về ép là 100k đó. Cho nên các bạn mua cái này các bạn đừng có sợ lỗ. Rồi combo số 4. Đầu tiên cũng là Dumbo Lavender nè. Con thứ hai là cũng còn Dumbo White nè. Đó. Dumbo White, con thứ ba là con gì? Dạ Quang mà nó lên cái viền đỏ ha. Rồi. Con thứ ba, thứ tư là con Super Red nè, đuôi dài nữa bạn. Half Moon đó. U, con này con Samurai đỏ, rất đỏ, quá đẹp bạn ơi. Đó, con này con Nemo Dạ Quang luôn nữa bạn ơi. Đó, đây là con Dumbo Lavender. Đó, mình đang cho nó ăn cái trứng nước rồi. Đó, 7 bé này thì chỉ có như thêm 5 bé mái 100k là quá rẻ bạn ơi. Rồi tới combo số 5 nha. Combo số 5 nè. Đó, đây là bé Dumbo Lavender nè. À, con Super Red nhìn trắng nè, Half Moon nè. Dumbo White nè. Samurai đen trắng gì đó. Đó. À, con này là con Dạ Quang.
Rồi tiếp tục là con này Dumbo Lavender nè bạn ơi, quá đẹp mọi người. Và đây là con Nemo dạ quang luôn nè bạn ơi, quá đẹp. Combo số 5 là cũng ok, nói chung nếu mà mình có tiền mình mua hết luôn, để combo nào cũng đẹp chứ mà rẻ nữa đó. Và đây là combo số 6 nha, combo số 6 nè, Dumbo Lavender nè đó, Dumbo White nè, quá đẹp mọi người. Super Red Hát Mua nè, nó sung quá nhả tao bọt mà. Và con Samurai đen nè mọi người đó. Và con này là cái con gì, con dạ quang mà đỏ, nó đỏ đỏ. Và con này con Dumbo Lavender. Và con này là con Nemo, quá đẹp. Nó trong cái bầy dạ quang mà con này nó dạ quang ít mọi người đó. 6 cái combo này, mỗi combo chỉ 100k mà combo 7 trống thì 5 máy nữa. Các bạn xem kỹ nha, xem kỹ ha, rồi có một số bạn hỏi cái mình nói đợt cá ngày mấy đó, bạn xem chưa, nó xem kỹ rồi cái đặt hỏi cái combo số 3 số 4 gì đó, ví dụ gì đó, xong cái hỏi combo đó mấy con anh thì thôi, cái đó cho mình cũng làm biến trả lời luôn mà. Nên nó xem kỹ rồi mà không xem kỹ thì sao, ý là gì còn hỏi bao nhiêu con nữa. Rồi tới hồi nhận hàng thì ở đầu nói cá bớ lớn cá nhỏ có công ha. Thứ hai nữa là các bạn xem nè, nó quay xa thì cá nhỏ xíu, các bạn quay gần nè thì cá nó bự nè đó. Và đặc biệt các bạn xem cái cô quay gì mà các bạn xem trên cái màn hình 50 inch 70 inch của bạn thì nó bằng kia ha, cho nên là cá bạn xem là mình giới thiệu cm ha đó. Bạn xem kỹ rồi các bạn đặt hàng, các bạn thấy ưng ý thì các bạn mua đặt hàng ha, còn không ý thì thôi các bạn xem chơi cho vui nha các bạn, mà xem cho kỹ nha. Tại mình lu bu nhiều khi mình đang làm mà kêu các bạn nói xem kỹ xong rồi cái hỏi combo đó mấy con anh vậy thôi, vậy lời biết các bạn chưa xem rồi thì cứ xem kỹ đi, rồi ha, đặt hàng ha, ưng ý thì nhắn tin qua cho mình. Tôi đặt cái combo số 4 hay gì cái số 3 rồi đó, rồi tiền thì cũng đã có giá rồi, còn mình chỉ có xem gì thôi, mình ưng ý hay không thôi, chứ còn hỏi dài dòng các bạn mình tới lu bu công chuyện lắm. Rồi xin chào tạm biệt các bạn ha, cảm ơn các bạn vừa qua đã ủng hộ mình ha. Rồi hẹn gặp lại các bạn clip sau ha, rồi các bạn mua thì liên hệ cái số điện thoại mình để cho màn hình các bạn, inbox Zalo ha. Rồi xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn clip sau.